chào tất cả các bạn đã quay trở lại với chuyên mục Bí mật showbiz trên Sài Gòn TV. Hôm nay showbiz có gì hot? Hãy cùng Thu Thảo bắt đầu ngay bây giờ nha. Thánh nữ cover Hương Ly bị sở quốc tế tố ăn cắp trắng trợn. Thanh Việt phẫn nộ khi nhật báo Trung Quốc xuyên tạc ý nghĩa trang phục, nhận phơi hình tượng áo dài, nón lá của Việt Nam là phong cách Trung Quốc. Trần Giang tung phim Tết, tuyên bố đền gấp 10 tỷ nếu phim không hay. Hương Ly chắc chắn không còn là cái tên xa lạ đúng không ạ? À? Với biệt tài cover, Hương Ly nhanh chóng nổi tiếng với những bản cover 100 triệu view, thậm chí view còn cao hơn cả ca sĩ hát. Đáng lẽ đúng không ạ? À? Nhưng gần đây cô nàng liên tục vướng lùm xùm. Cụ thể, ai cho cover cô nàng tung hô ríu rít, nhưng ai không cho là ekip của cô nàng liền quay sang chỉ trích. Vì thế mà làm mất lòng kha khá fan đấy ạ. Và mới đây, Hương Ly tiếp tục vướng biến căng khi nghệ sĩ quốc tế đăng đàn tố cáo cô ăn cắp chất xám trắng trợn. Mới đây, thánh cover Hương Ly tiếp tục vướng ồn ào đạo nhái hiệu ứng của nghệ sĩ nước ngoài. Theo đó, MV Yêu Ai Để Không Phải Khóc có phần hiệu ứng giống pin Portal FX-V050 của Audio Terry tại dây 026, 416 và 435. Orion Terry, nhà sáng tạo hiệu ứng đến từ Israel đăng đàn, nhờ cư dân mạng tìm lại công bằng giúp anh. Orion Terry viết, dự án của tôi từ năm 2014 đã bị ăn cắp và dùng cho một MV Việt Nam mà không có sự xin phép. Họ không phải là những người duy nhất dùng nó bằng cách này. Nó cũng là lỗi của tôi vì không đóng dấu tên sản phẩm. Tôi đã liên hệ với những người đã dùng nhầm trong quá khứ và nhiều trong số họ bảo rằng họ mua nó từ một nơi nào khác. Khi mà chúng ta đã là những người nghệ sĩ đang cố gắng vì điều mình thích thì điều này thật sự giết chết tôi vì người nào đó đang cố làm tiền từ nó. Cách đây không lâu, Hương Ly cũng đã vướng vào lùm xùm liên quan đến việc ăn cắp chất xám. Theo đó, ekip sản xuất ca khúc Cô Thắm Không Về đã khẳng định ca khúc Đông Vân, một sản phẩm vừa ra lò của Hương Ly, chính là sáng tác của họ. Ca khúc được viết cách đây không lâu và thậm chí đã đăng tải công khai từ 2 tháng trước. Tác giả của ca khúc gốc đã gửi cho Hương Ly nghe, sau đó cô nàng đã chỉnh sửa lại lời bài hát một số đoạn, rồi tự nhận đó chính là sáng tác của mình. Trước đó, Hương Ly liên tục bị gọi hồn với những ồn ào cover không xin phép và từng bị khắc việc dằn mặt. Từ hiện tượng mạng được yêu thích, Hương Ly ngày càng đánh mất thiện cảm của công chúng khi chuyển sang ca hát chuyên nghiệp. Thị trường phim Tết đã bắt đầu rộn ràng rồi. Phát súng đầu tiên thuộc về Trần Giang với bộ phim 30 chưa phải Tết. Nam diễn viên đã tuyên bố chắc nịch rằng ai nói phim mới của tôi không hay, tôi sẽ đền tiền gấp 10 lần. Wow, rất đáng mong chờ đúng không nè? Ba mươi chưa phải Tết là một thành ngữ thân thuộc của người Việt, đặc biệt là khu vực Bắc Bộ. Đôi khi được dùng vì ý nghĩa tích cực để báo ban nhau, không cần phải quá vội vàng về một điều gì đó. Và cũng có lúc được dùng cho ý nghĩa châm biếm, trào phúng. Đừng chủ quan bất cứ một việc gì khi nó chưa thực sự kết thúc hoặc chưa thực sự xảy ra. Ý nghĩa của câu thành ngữ đó sẽ được điền ảnh hóa chí dởm, vui nhộn qua bộ phim 30 chưa phải Tết. Với sự bắt tay của Trần Giang cùng hàng loạt những tên tuổi bảo chứng cho chuyên môn diễn xuất như nghệ sĩ nhân dân Việt Anh, nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân, Mạc Văn Khoa, Tấn Bèo, Phương Thanh, Lãnh Khanh cùng dàn khách mời rất hợp trend như Đức Phúc, Nhạc Trắng, Huỳnh Chem, Đinh Cai, Bình Gòn, không khó để nhìn ra tham vọng của 30 chưa phải Tết. Không chỉ là doanh thu mà còn đặt chất lượng chuyên môn lên hàng đầu. Liệu bộ phim sẽ tạo ra sự đột phá gì? Tất cả sẽ được trả lời trong ngày phim ra rạp vào đúng ngày mùng 1 Tết Canh Tý. Mới đây, trang China Daily đã đăng tải bộ hình trong bộ sưu tập của thương hiệu NE Tiger cùng dòng chú thích phong cách Trung Quốc, khiến nhiều người Việt phẫn nộ và lo lắng. Thực chất, đây là hình ảnh nằm trong chuỗi những buổi biểu diễn kéo dài và là sản phẩm tổng hòa của nền văn hóa Đông Nam Á. NE Tiger cho ra mắt bộ sưu tập này dựa trên ý tưởng từ con đường tơ lụa trên biển từ 613 năm trước. Đội ngũ đã dành hơn một tháng tại Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan, Brunei, Việt Nam, Lào, Myanmar và Campuchia cùng các quốc gia khác để lấy ý tưởng và đưa chúng vào trang phục Trung Quốc. NE Tiger cho rằng họ vẫn giữ nguyên trang phục thời nhà Minh, kiểu sườn xám thời nhà Thanh và các phụ kiện phổ biến khác của các nước Đông Nam Á để tạo nên các bộ trang phục này.
Bởi vậy, tờ Nhật báo của Trung Quốc giật thiết như trên đã làm sai lệch hoàn toàn tinh thần, ý nghĩa mà nhà sản xuất trang phục này muốn hướng đến, cũng như đã gây ra sự phẫn nộ không hề nhỏ từ người Việt Nam. Hơn nữa, trang phục còn vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ từ một số nhà thiết kế Việt khi họ cho rằng phía NE Tiger đã ăn cắp ý tưởng thiết kế của mình mà không xin phép cũng như không trả phí bản quyền. NE Tiger được thành lập vào năm 1982. Đây là một trong những thương hiệu thời trang xa xỉ hàng đầu của Trung Quốc. Quý vị ơi, đến đây thì chúng ta phải nói lời chào tạm biệt nhau rồi. Các bạn đừng quên nhấn vào nút theo dõi để không bỏ lỡ những số phát sóng tiếp theo trên Sài Gòn TV nha. Bye bye!